Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cứ Đo Hồ Giang ạ. Dạ, hiện tại là em đang có mặt tại vườn hoa của chị Cẩm Lan ở Chợ Lách Bến Tre, cô chú anh chị ha. Và xin chia sẻ cùng với cô chú mình một số giống như là thọ hương, cây ghép già mùa luôn nha cô chú, với lại siêu bông bình lợi hàng bonsai đế đẹp luôn ạ. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho nhà vườn, ủng hộ kênh Cuộc Sống Cứ Đo Hồ Giang. Em xin phép được clip chia sẻ luôn ạ. Dạ, hiện tại thì vườn của chị Cẩm Lan mình cũng có khá là nhiều loại giống đủ kích cỡ, giá từ vài trăm cho tới một vài triệu luôn ạ. Cây siêu bông bình lợi, hàng bonsai đế cũ đế quái luôn quý cô chú anh chị ha. Hàng này thì mình có thể về dưỡng lại lấy bo được, hoặc là dưỡng lại chơi Tết 2025 nha cô chú anh chị. Dạ, em chúc quý cô chú mình là sưu tầm được nhiều giống mai mới, chọn được cây bồ ý để chuẩn bị chơi Tết năm sau cô chú ha. Em xin phép được clip chia sẻ luôn ạ. Em xin chào chị Lan ơi. Rồi em xin chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng ha. Hôm nay em trở lại giao lưu với cô chú anh chị mình một số mai ha, để mình dưỡng, mình chăm lại, mình chơi Tết 2025 ha. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em ạ. Số điện thoại vườn em là 0377357115 ha. Em sẽ giao lưu số này luôn nha cô chú nha. Rồi em lên mã số đầu tiên ha, là một cây cúc thọ hương ha. Cây này là em ghép được hai bo nhưng mà mặt cắt nó là sắp liền rồi ha cô chú ha. Một bo ghép rất là lớn ha, nuôi 4 năm mùa đó. Mã số là 1H nha cô chú, một cây cúc thọ hương. Hoành là 13. Chiều cao là 64. Tán ngang là 75. Thọ hương nha, mã số là 1H, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao xíu. Dạ 600 nha. Mã số 2H. 2H. Cái này nở hoa quá trời luôn nha cô chú nha. Rồi một cây cúc thọ hương này về cô chú anh chị mình cắt bông đơn tàn lại nha cô chú nha. Cây này là gốc nhớt em nuôi sắp liền cốt rồi nè. Hoành là 10. Chiều cao là 94. Tán ngang là 76. Thọ hương nha, mã số 2H em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ, cây cúc thọ hương già mùa nha cô chú anh chị, 700 nha. Là sắp liền luôn rồi đó. Ủa? Mã số 3H. Cũng là một cây thọ hương luôn cô chú anh chị ha. 3H là một cây cúc thọ hương luôn. Cây này một bo hàng bo ghép với cái nhựa nó liền luôn đó cô chú anh chị. Sắp liền thôi, bằng hạt tiêu nữa là liền. Dạ. Hoành là 9. Chiều cao là 85. Tán ngang là 74. Thọ hương hay mã số là 3H, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Dạ 600 ngàn nha cô chú anh chị, một cây thọ hương vàng. Mã số 4H. 4H. Cái này phơm lùn liền mà vàng đều tròn nha cô chú anh chị. Dạ một cây 4H cúc và một cây cúc thọ hương. Cái này thì thọ hương. 4 bo nha cô chú anh chị. Này góc vườn sắc lớn luôn á cô chú. Dạ. Dạ. Hoành là 20. Chiều cao là 72. Tán ngang là 78. Thọ hương em mã số là 4H, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu em bao ship. Đây là mã số 5. 5H là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú. Cái này thì ghép cũng được 3 bo nha cô chú anh chị ha. Đang bắt đầu đi chơi đợt mới nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành 18. Chiều cao là 58. Tán ngang là 56. Siêu bông bình lợi ha, mã số là 5H, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Mã số cũng là 6. Em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú nha. Dạ.
Cái này cũng ghép được 3 bo. Cái này thả bo dài. Vậy cô chú anh chị mình thấy bo nhiều lắm nha. Nhánh này mình được cả chục mười mấy bo rồi nha. Hoành là 14, chiều cao là 63, tán ngang là 39, siêu bông bình lợi ha, mã số là 6H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600, em 3 ship 7H. Mã số 7H. Ok, cây cúc tây thi nha cô chú. Cây này thì cũng hàng già mùa luôn á cô chú anh chị nha. Mình ghép được một bo thôi mà sợt ghép nó to hơn mấy cái này nữa cô chú anh chị. Hoành là 11 rưỡi, chiều cao là 72, tán ngang là 82. Tây thi ha, mã số 7H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550, em bao ship. Cái này mình thả tàn dài thật được luôn rồi cô chú anh chị ha. Một bo đây là có một bo nha cô chú anh chị. Đang rồi 8H. Mã số 8H. Đầu cây cúc cam nha cô chú. Cái này nhỏ gọn mà hàng già mùa luôn rồi nha cô chú anh chị ha. Trồng ghép chỉ có một bo nữa là bự hơn mấy cái em nha cô chú anh chị. Đế thì nó hơi lâm lâm nha cô chú. Rồi em xin xin lo lên cái này cô. Hoành là 10 rưỡi, chiều cao là 72, tán ngang là 759. Cúc cam hen, mã số là 8H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600, em bao ship. Cái già mùa luôn. Mã số 9H nha cô chú anh chị. Ủa 9H lộn. Chính hát là một cây cúc thọ hương. Cái này hoa éo héo tàn hết trơn. Em ghép được một con nha cô chú. Một chồng ghép bụi trà bá nữa luôn cô chú chị ha. Dạ rồi. Hoành 13, chiều cao là 70, tán ngang là 67. Mã số thọ hương hay mã số 9H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600, em bao ship. Dạ 600 nha cô chú anh chị. Mã số 10H. Cái này phơm lùng liền và thả tàn luôn á cô chú anh chị. 10H. Cúc thọ hương nha cô chú. Là một cây cúc thọ hương. Cái này cũng một con người ta lớn. Dạ rồi em xin số 2 luôn nha. Hoành là 10, chiều cao là 77, tán ngang là 86. Thọ hương nha, mã số là 10H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700, em bao ship. Dạ 700 cho cô chú anh chị ha. Mã số 11H nha cô chú anh chị. Nào cây cúc vua. Dạ cây này dáng trực tàn hông luôn nha cô chú ha. Cúc vua. Ba ghép cái kéo nhựa nó muốn liền hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cái này cũng là thằng nào nó bị lũa da chút xíu là nghe cô chú nha. Vậy cô chú anh chị mình đôn tàn lại giùm em ha, cây này làm chưa đôn tàn ha. Có củ đá luôn à. Đang rồi. Hoành là 20. Chiều cao là 99. Tán ngang là 78. Cây cúc vua ha, mã số 11H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu, em bao ship. Dạ 1,5 triệu nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi 12H nha cô chú anh chị. 12H. Dạ cái thọ hương này thả thọ hương dài thuộc lột luôn nha cô chú. Cái này em ghép 2 bo ha. Vậy cô chú anh chị mình đun lấy bo xong rồi dưỡng lại mình chăm chơi Tết nha cô chú nha. Hai chọc ghép là bự hơn gốc ha. Dạ rồi em sẽ xếp.
Hoành là 12. Dạ. Chiều cao là 89. Tán ngang là 94. Thọ hương mã số 12H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600. Em bao ship 13H là một cây cúc thọ hương luôn nha cô chú. Cây này em ghép già mùi dữ lắm luôn rồi, nó liền mắt ghép hết luôn rồi đó. 13H nha cô chú anh chị nha. Cây dài thật lục, bo dài thật lục luôn nha cô chú. Nó liền mấy cái đầu ghép này trơn rồi cô chú anh chị nha. Bo ghép là cỡ bằng ngón cái không luôn đó cô chú. Cô chú anh chị mình coi kỹ cây rồi đo thông số, coi nghe thông số giùm em nha, để em giao tới chỗ cái chê cây nhỏ. Tội nghiệp em quá à. Dạ, em xin phép ba vòng luôn nha bà chú. Hoành 11. Chiều cao là 96. Tán ngang là 108. Thọ hương hen mã số là 13H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em ba ship. Dạ 700 nha quý cô chú anh chị. Dạ mã số 14H. 14H. Là một cây cúc đọt đỏ nha cô chú. Cái này mình đôn tàn lại nó ra cái thược non vậy, nó mê lắm cô chú anh chị. Cái thược non màu đỏ luôn nha. Cái này thì ghép đủ tàn luôn. Dạ rồi, em xin xuất ra 3 vòng luôn mà chủ ơi. Hoành là 12. Dạ. Chiều cao là 75. Tán ngang là 94. Cúc đọt đỏ hen mã số là 14H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. 700 nha quý cô chú anh chị. Lên mấy cây này anh nụ. Mã 15 số 15. Là một cây cúc không nhị hoàng quyết long nha. Cây này là em đôn tàn rồi nha cô chú nha. Đang hiện tại lên lá xanh mướt mượt luôn. Dạ cái tàn thùm lùm luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì già mùa lắm rồi, chột ghép bằng ngón tay cái luôn rồi đó cô chú nha. Còn xíu nữa là kéo liền luôn rồi nha cô chú nha. Mấy bo dưới này là nó kéo liền luôn rồi đó cô chú anh chị. Cây này đế cũng khá nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Hoành là 13. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 96. Có cúc không nhị hoàng quyết long hen 15H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 em bao ship. Dạ 1 triệu. Cây này tàn tròn đều luôn ha. Già mùa luôn. Dạ mã số 16 nha cô chú gì? 16. Cây dáng trực tàn thông phơm cao. 6H. Là một cây cúc vua ha cô chú ha. Cây này hàng già mùa luôn rồi cô chú gì ha. Vậy mình tán tàn sát. Vậy cô chú anh chị mình đôn tàn ngắn lại rồi lại lá già bỏ ha. Tết 2025 tàn kính nha cô chú. Hoành là 13. Chiều cao là 1m07. Tán ngang là 74. Cúc vua hang mã số 16H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 em bao ship. 800.000 nha cô chú nha. Cây cúc vua. Cây mã số 17. Mã số 17H cho cô chú anh chị. 17H là một cây cúc thọ hương. Cây này cũng hàng già mùa luôn nha cô chú nha. Tàn ung tùm luôn. Về cô chú anh chị mình đôn tàn lại ha. Cái này hàng cây này em chưa đôn. Cô chú anh chị mình đôn ngắn ngắn vô hang thì tàn lên tược sẽ mạnh hơn mà mình to đôn sơ sơ ở ngoài nha cô chú nha. Đó, nó liền bo cho rồi cô chú anh chị ha. Chọc ghép là mấy cái bo nhỏ là liền hết rồi đó. Thân lắc nha cô chú anh chị. Đế cũng nở đế luôn. Hoành là 14. Chiều cao là 1m08. Tán ngang là 1m22. Thọ hương hen mã số 17H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 6 em bao ship. Dạ cúc thọ hương già mùa nha cô chú. 1 triệu 6 cho nè. Sao quên hoài ta. Mã số 18H nha cô chú anh chị. Là một cây cúc thọ hương. Thân lắc lượng đẹp luôn ha. Mấy cái chột ghép mà nhánh nhỏ nhỏ là nó liền mà cắt như một cây ghim luôn rồi nha cô chú nha. Dạ thân lắc củ đế nở luôn cô chú anh chị ha.
có mặt hoa chuẩn giống cho cô chú anh chị mình luôn ha. Hoành 15. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 97. Thợ hương hen mã số là 18H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu, em bao ship. Dạ 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Cái đường thân rất là duyên nha cô chú anh chị nha. Cây già mò nữa nha cô chú. Dạ rồi. Là một cây cúc hoàng đế già mùa luôn nha cô chú nha. Dạ, cúc hoàng đế nha cô chú anh chị ha. Cái này dáng cúc hoàng đế lá to thiệt là to luôn. Bông cũng to lắm luôn nha cô chú nha. Con tàn rồi, bữa nay đi chơi đọt lớn mạnh. Cây này là con tàn rồi, về cô chú anh chị mình chăm lại, là mình dưỡng mình chơi Tết ok luôn. Cái tược nào ra dài quá thì mình bấm nha, cho nó lên tược dày lại xíu ha cô chú nha. Có bộ rễ đẹp luôn. Dạ rồi, em xin xác đôi luôn nha. Hoành là 17. Tổng hoành đế là 40. Chiều cao là 1m02. Tán ngang là 91. Cúc hoàng đế ngang 19H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu, em bao ship. Dạ 1,2 triệu nha. 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Hả số 20H nha cô chú anh chị. 20H. Cúc bảo hương già mùa mà tàn thùm lùm luôn rồi nha cô chú nha. Cái này ra bông bất ngờ luôn cô chú. Một chùm bông, một chùm bông kẹo hẹo luôn nha cô chú anh chị ha. Hai cái bo ghép ở trên đầu này nó bự luôn, có con cái mình rồi đó cô chú anh chị. Cái này già mùa lắm luôn rồi đó ha cô chú anh chị, mình về hả cắt bông đôn tàn lại chơi chăm lại Tết 25 là tùm xanh tốt luôn á. Cái bo ghép thiệt là bự luôn nè, bằng ngón chân cái mình luôn. Chân cái nhỏ có cái nó liền luôn rồi ha. Ăn thì lắc lộn nó muốn liền rồi, mặt cắt ở trên đầu là sắp liền dính lại với nhau luôn rồi đó. Dạ rồi. Hoành là 16. Chiều cao là 1m03. Tán ngang là 1m1. Họ hương hen mã số là 20H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,8 triệu, em bao ship. 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 21H nha cô chú anh chị. Cây này cũng tàn cứng tàn luôn nha cô chú nha. Cái xương nó dày mịt luôn quý cô chú anh chị. Cái tàn tùm luôn, về cô chú anh chị mình đôn hen lại lá già nó đi hen cô chú ha. Đôn mình lại lá hết luôn là lên tược mạnh lắm luôn á. Có bộ rễ đẹp không? Dạ rồi, em xin chú lại luôn ha. Hoành là 20. Tổng hoành rễ nó được là 49. Chiều cao là 98. Tán ngang là 1m07. Thợ hương hen 21H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,3 triệu, em bao ship. Dạ. Dạ, mã số 22H nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng có tàn thùm lùm luôn rồi quý cô chú anh chị ha. Làm cây cúc họ hương. Cây thảo hương này cũng già mùa lắm rồi nha cô chú. Giờ mình con tàn lại ha. Con tàn lái lá hết nha cô chú nha. Tàn ngắn ngắn lại. Tàn thì tùm hen mà thân đó em bữa em chuyển chuyển về nó bị dập da ha. Em đang quét keo ha. Là nó đang kéo mặt cắt hết rồi ha cô chú. Dạ. Cái to lắc nữa, rất là lắc luôn á mấy cô chú anh chị. Dạ rồi. Em xin số 22. Quanh 22. Chiều cao là 1m08. Tán ngang là 1m01. Thợ hương hen mã số là 22H. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,000 chẳng, em bao ship nha.
cây này tàn ôm tùm luôn nha. À, tại nó bị dập da nên em mới bán giá bèo nhèo cho cô chú luôn ạ. Mã số 23H nha cô chú anh chị. Là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú. Cây này nguyên một cái cục lớn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Cọng rễ bự mà nó nơm thẳng đứng luôn nha cô chú anh chị. Nó gom một khối đế luôn ạ. Thân thì lắc mình lớp bổ chi thì còn giờ mình cũng không thấy lấy liền được con số bo nha cô chú anh chị. Hoành là 23. Bộ rễ đẹp luôn á. Tổng hoành rễ nó được 70. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 72. Siêu bông mình lại 23H em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7,2 triệu em bao ship. Mày về có cái nụ xanh xanh là cô chú anh chị mình sẽ thấy được mặt bông luôn ha. Yên tâm lấy giống luôn. 24 hát nha cô chú anh chị. Và một cây siêu bông bình lợi nha cô chú. Và cây này cũng hàng bonsai. Đế nó gom rồi đế nha cô chú anh chị ha. Cái này mình ghép thì đủ tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cây này bo ok luôn nha. Đế đẹp luôn. Cây này Tết 2025 một cái là bông hoàng rực rỡ mê ly luôn á. Một cục đế luôn nha cô chú anh chị ha. Đế thì quá tài quyết. Dạ rồi. Hoành là 28. Tổng hoành đế nó được là 67. Chiều cao là 89. Tán ngang là 84. Siêu bông mình lợi ngang mã số 24H em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7,7 triệu em bao ship. Dạ 7,7 triệu nha cô chú anh chị. Mình nhớ là đủ chi điều tàn hết trơn rồi đó với cô chú. Dạ, mã số 25H. Cái này cũng hàng bonsai luôn cô chú anh chị ha. Đế quýt đẹp luôn nha cô chú nha. Cái bo ghép nó cũng thả tàn dài luôn nha cô chú anh chị. Cái này nguyên một cục đế luôn nha cô chú nha. Ra rồi. Cây này là bo bao la luôn. Hoành là 25. Tổng hoành rễ nó được là 69. Chiều cao là 89. Tán ngang là 93. Siêu bông mình lợi ha, 25H em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu em bao ship. Rồi cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã bỏ thời gian xem hết clip ha. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em ạ. À, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú. Dạ. Rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị ha.